Công an xác minh vụ người đàn ông đạp đổ bàn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Mạng xã hội xôn xao clip ghi nhận cảnh người đàn ông đạp đổ bàn làm việc của tổ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Có gì anh từ từ nói với anh đá vậy là sai rồi đó. Không biết cái gì hết. Sao có thể bình tĩnh được? Mọi người sợ dịch bệnh, tôi cũng sợ chứ. Nhưng mà có làm gì trốn nhà anh đâu. Hồi đây còn người ở đây. Từ nói với ta là bây giờ thế này. Bao nhiêu người đã giả tôi. Hả? Tại sao ở đường không làm? Ở đường ấy nhanh, quần dẫn ok, đúng rồi. Biến. Người đàn ông chỉ tay, tức giận quát lớn rồi đá phăng bàn làm việc của lực lượng y tế khiến các vật dụng văng tung té. Đó là mở đầu của đoạn clip đang được lan truyền trên mạng xã hội ngày 22 tháng 7. Theo nội dung clip, người đàn ông tức giận khi nhân viên y tế đặt bàn lấy mẫu xét nghiệm ngay cạnh nhà mình. Dù một số nhân viên tại đó đã bình tĩnh lên tiếng rằng hành động đạp đổ bàn của người này là sai và giải thích việc lấy mẫu chỉ diễn ra bên ngoài phạm vi ngôi nhà. Tuy nhiên, cơn phẫn nộ của người đàn ông vẫn không dừng lại ở đó. Đây, cửa nhà tôi ở ngay đây. Từ nãy toàn người ở đây. Bao nhiêu người đến nhà tôi? Tại sao ở đằng kia không làm? Tiếp đến, vị chủ nhà tiến về phía nhân viên y tế với giọng gay gắt. Tại sao các ông không ra kia làm? Công viên không làm, chỗ công cộng không làm. Sao có thể bình tĩnh được? Mọi người sợ dịch bệnh, tôi cũng sợ chứ. Lúc này, một trong số những nhân viên đang có mặt nhẹ nhàng giải thích. Ở đằng kia gió quá nên mới tới chỗ này. Sau đó, nhóm nhân viên nhanh chóng dọn bàn làm việc đi chỗ khác. Gió quá vẫn có cách, ban quản lý sao không làm? Người đàn ông quát tiếp. Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người bức xúc với hành động nóng nảy của người đàn ông. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác lại tỏ ra thông cảm vì cho rằng việc ông này lo lắng cho an nguy và sức khỏe của gia đình là đúng. Tài khoản tên T chia sẻ, ông nói không sai, nhưng hành động đạp đổ bàn là sai rõ ràng. Vì việc bạn lập chốt trước nhà dân trong khu biệt thự riêng là sai. Việc tụ tập sẽ làm ảnh hưởng tới gia đình người ta trong khi mỗi khi biệt thự đều có văn phòng quản lý thì nên lập chốt ở đó. Nhưng nói sao thì hành động đạp đổ đồ cũng không nên. Có gì từ từ nói, người dân phải thương những em trực các chốt, họ đang bảo vệ mình đó. Có khả năng thì giúp họ ly nước hay gì đó để họ có tinh thần. Có đâu mà đá bàn ghế chửi người ta. Tài khoản tên B, T, N, N bức xúc. Còn tài khoản P, T, D, để bày tỏ sự cảm thông, chỉ là cách hành xử nóng nảy với lỗ mãng thôi, chứ ông sợ cũng đúng. Tập trung trước nhà ông thì ông cũng lo chớ. Lúc sau ông trình bày thì mọi người đồng ý và di chuyển đi chỗ khác liền, căn bản là do thái độ thôi. Trao đổi với phóng viên Dân Trí chiều ngày 22 tháng 7, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã nắm bắt được sự việc và địa phương đang chỉ đạo hướng giải quyết. Theo đó, địa phương đang mời những người liên quan để làm rõ sự việc, xử lý theo quy định. Công an xã sẽ xác minh sự việc có diễn ra như clip đăng tải trên mạng xã hội hay không. Trên cơ sở đó sẽ lập hồ sơ, xác định hành vi, xử lý và báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân xã Phước Kiển. Chính quyền địa phương sẽ thông tin kết quả xử lý vụ việc này.